Hello cả nhà. Cảm ơn anh chị em đến buổi coaching vào trưa thứ năm hàng tuần. Ở đây có một số đội nhóm. Thứ năm là có đội Nguyễn Lương Đà Nẵng này, Kiên Trung này, đội mới Thanh Phương, Tuấn Nga, hai vợ chồng. Ai Hoa, Trịnh Hoa, Phạm Hoa. Ok. À, chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào anh chị em hiện diện nhá. Mình là đã là chiến binh S69 khi kinh doanh Siri chỉ được phép thành công, không được phép bỏ cuộc. À, bao nhiêu anh chị em nhất trí như vậy giơ ngón tay cái. Ok, cảm ơn cả nhà. Đã không làm thì thôi, làm là để thành công. Đã không làm thì thôi, làm là để dẫn đầu. Đã không làm thì thôi, làm đến nơi đến chốn. Đã không làm thì thôi, đấy, làm để mình có một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa. Đúng nào? Mình vào nhà hàng không cần nhìn cột bên phải. Đấy. Hàng là tháng không cần phải lo nghĩ đến những cái paycheck, đó, những cái hóa đơn, không cần quan tâm. Mình có thể quyết định được cái nơi mình ở, mình xứng đáng được đến những cái nơi đẹp nhất trên hành tinh này. Hãy đặt những cái câu hỏi là why, tại sao lại có những cái người giờ cái lúc thì mình còn rất là vất vả thì họ đang dạo chơi bên đại lộ Champs-Élysées của thành phố ánh sáng Paris. Có những người thì họ đang đi dạo trên dòng sông Seine, có những người đang đi dạo trên dòng sông Neva, sông Moscow, thăm điện Kremlin, thăm các loại cung điện mùa đông, mùa hè, mùa thu. Có những người thì đang đi trên quảng đường Times Square của nước Mỹ. Có những người thì đang đi dạo ở trong rừng Amazon, đang khám phá Safari mênh mông ở Tanzania, vân vân. Tại sao mình thì không? Và thực sự khi mình có một cái cơ hội trong tay trong cuộc đời của mình, khi mình nắm bắt được một cái cơ hội trong tay đấy, mà cái cơ hội này khi thành công nó cho mình mọi giá trị, thì hãy dấn thân học tập và rèn luyện làm đến cùng, đúng không? Làm đến cùng để đạt được, để con người mình thay đổi, để mình đạt được mọi những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc đời này, để làm một cái tấm gương sáng cho con, cho cháu mình, cho những thế hệ mai sau, để sau này khi dòng họ của mình nhắc đến cái người đặc biệt nhất trong dòng họ có tên của mình, ngành kinh doanh theo mạng ở Việt Nam, khi nhắc đến tên, nhắc đến ngành kinh doanh theo mạng ở Việt Nam, nhắc đến tên của bạn, nhắc đến S69, người ta tôi có một cái khát vọng rất lớn, đó là chúng ta cùng nhau xây dựng S69 trở thành một cái trường đào tạo kinh doanh trong mạng hàng đầu thế giới, là cái nơi mà hội tụ kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để chúng ta cùng nhau làm giàu tập thể đó, cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Đấy, và muốn giàu có về vật chất thì chúng ta phải giàu có về thế giới bên trong, đó là cảm xúc, tinh thần và tư duy, đúng không? Chúng ta phát triển nhân cách cốt lõi, đạo đức, trí tuệ và nghị lực thì không gì là không thể. Rồi, tôi đều chia sẻ ban đầu với anh chị em một chút như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái gì nó khiến cho, tức là cùng làm series, cùng làm series, cùng kinh doanh series. Nhưng điều gì nó khiến cho một người thì bật dậy buổi sáng đọc tuyên bố, tập thể dục thể thao, đúng không? Học tập rồi kết nối rồi chia sẻ đấy, rồi xây dựng các cái mối quan hệ đấy. Và điều gì nó lại khiến cho có những con người cũng kinh doanh Sibri đấy, nhưng mà trì hoãn, nhưng mà làm không đến nơi đến chốn, nhưng mà lúc thì làm lúc thì không, đúng không? Thích thì làm, thích thì không đấy. Vậy thì sự khác nhau nó nằm ở đâu? Sibri sản phẩm giống nhau, thị trường giống nhau, chính sách giống nhau, tất cả mọi thứ giống nhau, bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng điều gì tạo ra sự khác biệt của mỗi một con người? Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau.
đấy, để chúng ta phải hiểu thật rõ sự khác biệt nó nằm ở đâu. Và khi chúng ta hiểu và chúng ta cứ tập trung vào đấy thì không gì là không thể. Rồi, theo anh chị em là cái điều gì nó thôi thúc cho con người ta luôn luôn vươn lên, luôn luôn tự học, luôn luôn tự học và tự rèn luyện một cách rất là mạnh mẽ. Đấy. À, vậy thì cái điều gì nó khiến cho con người ta sẵn sàng bật dậy, sẵn sàng làm việc, sẵn sàng vượt qua tất cả những cái khó khăn thử thách, sẵn sàng nhìn thấy vấn đề muỗi, đúng không? Vấn đề nhỏ như hạt đỗ. Sẵn sàng tất cả những cái lời từ chối không có ý nghĩa gì cả. À, chuyện bình thường. À, vậy thì cái đó nó là cái gì? À, xin mời anh chị em nào muốn chia sẻ. Xin mời. Em ạ, Kiên Trung. À, ok, xin mời tư vấn viên cao cấp Kiên Trung đến từ. Và em xin chào tổ lãnh quốc tế, em xin chào các anh trên Zoom. Cái mà trước khi vào CV, cái mà tôi cảm nhận mà tôi vượt qua được ý, nhất là có hai cái nỗi sợ. Nỗi sợ đầu tiên là nỗi sợ không đủ. Có nghĩa là mình sợ là mình không làm được không, cái này mình có gì không, rồi mọi thứ là trong đầu mình nó hiện lên những cái nỗi sợ đấy, nỗi sợ không đủ. Cái thứ hai nữa là cái nỗi sợ không được yêu ạ. Hôm nay lúc sáng nay tôi cũng vừa coaching cho một chị giáo viên rất tin sản phẩm rồi, kêu cho cả bác sĩ uống rồi, thế nhưng mà vẫn không vượt qua nỗi sợ không được yêu là gì. Nỗi sợ phán xét, nỗi sợ cười chê, nỗi sợ là mình đã làm giáo viên như này rồi, mình lại làm đa cấp như này, thế là chị cười thôi, chị nhận nỗi như thế, chị kiểu cười thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Kiên Trung này chậm như vậy, nỗi sợ không được yêu vì đọc bản tuyên bố đấy ạ, như Kiên Trung hay kể đấy ạ. Sợ người ta phán xét, sợ người ta cười chê, cuối cùng là mình phải đối mặt với nó. Càng đối mặt với nó càng nhanh càng tốt, thì vượt qua nó càng nhanh càng tốt, thì anh chị em càng nhanh thành công. Giống như Kiên Trung bây giờ năng lượng đầy mình, đúng không ạ? Không có từ chối, chẳng có gì cả, vẫn vui vẫn cười, đúng không ạ? Từ chối là hạnh phúc, mà người ta làm việc với mình là rất hạnh phúc. Và em xin chia sẻ vậy, xin cảm ơn. Okay. Cảm ơn Kiên Trung. Tức là cái rào cản, một trong những rào cản lớn nhất của con người đấy chính là nỗi sợ hãi. Là người ta tự chung lại thì thành có hai cái nỗi sợ chính. Nỗi sợ thứ nhất là nỗi sợ không đủ, giống như Kiên Trung vừa chia sẻ đấy, không đủ thời gian, không đủ tiền, không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm, không đủ trí tuệ, không đủ lòng dũng cảm, không đủ ý chí, không đủ đủ thứ, đúng không? Rồi rồi nỗi sợ thứ hai là nỗi sợ không được yêu đấy, sợ bị từ chối, sợ phán xét, sự cười chê, sự nhạo báng, sự chỉ trích, sự phê bình, đúng không? Vân vân. Thế thì đây là hai cái rào cản rất lớn, phải không ạ? Vậy thì rào cản này nó đến từ đâu? Theo nhà mình, rào cản này nó đến từ đâu? Tôi. Em Phương ạ. Rồi, xin mời Thanh Phương. Dạ, theo em thì rào cản đến từ những cái trải xấu trong quá khứ ạ. Ví dụ như là đã từng có những cái lần mà mình phải gặp phải những cái tình huống đó rồi, nên là nó thành một cái trải nghiệm và cứ lặp đi lặp lại thì nó biến thành nỗi sợ ạ. Ok, tức là nó ăn sâu, có thể bắt nguồn từ một cái trải nghiệm nào đó trong quá khứ, đúng không? Đấy, giống như một lần mà phát biểu thế là bị cô giáo sai gì đấy, bị xí nhục, thế là lần sau rất là sợ cả lớp cười. Ok, rồi nó có thể là từ một sự trải nghiệm nào đó trong quá khứ. Chị Thảo nào, nó còn đến từ đâu nữa? Dạ. Chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và chào các anh chị em trên Zoom. Thì vì con người chúng ta là đúng là cái nỗi sợ của chúng ta nó luôn luôn ở trong cái tiềm thức của chúng ta là rảnh sao rồi. Cho nên cái nỗi sợ đó chính trong bản thân chúng ta luôn. Đó. Vì cái cũng từ cái bản thân mà Thảo đã vượt qua, đến bây giờ là Thảo cũng đã vượt qua rất là nhiều. Vì hôm nay là ngày thứ hai, lần thứ hai Thảo mới bật mic Thảo chia sẻ trên cả nhà mình trên Zoom. Vì luôn luôn á là mình cũng sợ đó, mình sợ, nhưng mà đến bây giờ là đã tự tạo cho mình có một cái năng lượng ở bên trong, cho nên mình bứt phá ra. Mình luôn luôn mình phải là một người leader thì mình luôn luôn mình tạo năng lượng cho cả nhà mình và tạo năng lượng cho chính bản thân mình, đồng nhóm của mình. Nên là hôm nay là Thảo cũng cảm ơn Thảo được phát biểu trên Zoom. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho Thảo chia sẻ và cảm ơn anh chị đem đấy nghe. Rồi, cảm ơn chị Thảo. Rất tuyệt vời. Rồi, anh chị em khác nữa nào? Theo nhà mình cái nỗi sợ đấy nó đến từ đâu?
Tôi Trịnh Thanh Hoa. À, xin mời Trịnh Thanh Hoa. Xin chào thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Theo em có cái nỗi sợ đến đó là trong quá trình giáo dục ạ. Chẳng hạn như là khi ở trong gia đình chúng ta mà có một cái điều gì đó con trẻ nó làm chưa đúng á, thì chúng ta theo những cái quan niệm trước là mọi người sẽ thứ nhất là có thể khi mà bé nó làm đổ vỡ cái gì đó thì chúng ta hay la mắng cho nó, thì là nó sẽ tự ti và nó sẽ bắt đầu sợ. Hoặc là ở trên lớp khi mà có con nhỏ các bạn đó có giơ tay phát biểu nhiều, nói chưa đúng thì hay bị các thầy cô nói có những lần như vậy, nhiều lần như vậy, thì các bạn ấy sẽ có một cái nỗi sợ trong đầu là khi mà mình nói ra sẽ không được mọi người đồng ý ạ. Đó cũng là quá trình mà hình thành nỗi sợ. Em cảm ơn thủ lĩnh cho em chia sẻ. Ok, rồi cảm ơn cả nhà. Và bây giờ xem cái clip xem nỗi sợ nó đến từ đâu nhá. Đúng rồi đấy, tức là giống như Hoa, giống như Phương, mọi người chia sẻ đấy, tức là bị những cái trải nghiệm nào đó trong quá khứ và nó ăn vào tiềm thức, đúng không? Và sau này thì bản chất nó đến từ đâu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái clip. Cần tìm lại cái clip này lại. Số anh chị em xem clip này rồi đúng không? Đấy, chú chim non, chú chim nhỏ, nỗi sợ từ đâu mà ra? Theo cả nhà.
Tôi. À, Nguyễn Lương. Để cho anh Tuấn, anh Tuấn. Anh... Tôi. Rồi, xin mời Luận. Vâng, em chào anh Cường. Theo em thì theo qua đoạn clip cái đó, em thấy rằng là nỗi sợ hãi đến từ trí tưởng tượng. Ừ, đúng rồi đấy. Đến từ sự tưởng tượng. Tức là cái đầu này nó vĩ đại lắm. Cái đầu này nó tưởng tượng ra đủ thứ. Có phải không nào? Tức là cứ tự tưởng tượng thôi. Đầu tiên chú chim non đấy, chưa nhảy xuống đúng không? Như đã tưởng tượng là sao? Xuống rồi bắt đầu sóng nó đập dồn lên rồi khủng khiếp như thế nào. Cái đoạn đầu ấy chúng ta thấy không nào? Nó sợ đến từ sự tưởng tượng. Cái đoạn sau chúng ta chưa phân tích. Và sau này bạn này bạn học rất là giỏi. Bạn nhìn thấy cái con cua hay con gì đấy, cái con đấy mình không biết nó gọi là gì. Cứ mà sóng lên thì nó lặn xuống, chúi xuống. Và cái lúc chúi xuống thì nó nhìn thấy rất là nhiều thức ăn đúng không? Nhiều cái con giống như kiểu con hến ấy. Sóng đi qua cái là nó biết chính xác là chỗ nào có thức ăn là nó mổ. Bạn này khi mà đầu tiên thì bạn ấy tưởng tượng. À, cứ nằm ở đấy tưởng tượng. Đầy nỗi sợ hãi, cứ tưởng tượng sóng đánh rồi đủ thứ. À, sau đó thì sự thật là khi mà hành động thì sao? Khi mà hành động thì nó không giống như những gì tưởng tượng, đúng không? Đấy, sóng lên thì bạn lại còn học người thành công, học cái con cua gì đấy. Đấy, cái sau này bạn còn lấy được thức ăn cho cả đàn, đúng không? Đấy, thế việc của chúng ta là như thế. Việc của chúng ta là đầu tiên tiêu diệt được cái nỗi sợ hãi đấy. Và mình biết là bản chất nó là sự tưởng tượng. Bản chất là mình tưởng tượng hết. Thế cho nên là gặp người giàu cứ tưởng tượng ra có khi người này không làm được. Cứ khi người này người ta không dùng đâu. Có đúng không nào? Đấy, gặp một tiến sĩ gì đấy tưởng tượng ra người ông đang có việc tốt thì chắc ông không làm, ông quan tâm. Toàn tưởng tượng hết. Rồi mình định làm bạn với ai, làm quen với ai, bắt đầu hình dung tưởng tượng ra nhỡ người ta thế này, thế nọ, thế trai, vân vân. Ta tưởng tượng là một cái sản phẩm. Ta tưởng tượng ấy, nếu mà sử dụng đúng thì nó lại là một cái sức mạnh vô địch. Sức mạnh của sự tưởng tượng, tức là mình tưởng tượng hình dung ra ví dụ như bức tranh tương lai nó như thế nào này, đúng không? Tưởng tượng ra một cái cuộc sống của mình 1 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa. Đấy, kết thúc cuộc đời này ra làm sao này, mình tưởng tượng mình sẽ có một cái đội nhóm vô địch như là những con người đi cùng mình, họ đồng hành ra làm sao. Đấy, một cái đội mà bách chiến bách thắng đi đến đâu, đúng không? Đầy năng lượng, đầy tình yêu thương, vân vân. Thì những tưởng tượng đấy thì nó rất là tốt. Nhưng cũng là sự tưởng tượng, nhưng mà tưởng tượng ra người khác cười, người khác chê, người khác từ chối, vân vân. Ta tưởng tượng ra những thứ tiêu cực ấy thì nó lại vùi dập mình rất là mạnh. Thế thì bây giờ ok, rào cản giống nhau. Tức là nỗi sợ hãi đấy là đa số là giống nhau. Nhưng cái câu hỏi đầu tiên cần hỏi cả nhà, điều gì nó khiến cho một con người cùng là Siberia, đấy, cùng là thị trường này, cùng là hệ thống đào tạo này mà lại có những kết quả khác nhau? Và điều gì cũng là cái rào cản, cũng là cái nỗi sợ hãi đấy, nhưng cái điều gì nó giúp cho mình đi xuyên qua mọi nỗi sợ hãi? Điều gì nó giúp cho mình có năng lượng để mình đi vượt qua mọi những cái nỗi sợ hãi như vậy? Điều gì? Rồi. Theo nhà mình là điều gì? Tôi. Ok, xin mời Mai Thi. Dạ. Nói chung là em suy nghĩ rất thật. Cái nỗi rào cản của mình lớn nhất đó là cho đi và không cho đi. Có và mất. Vì cùng một con người và người nó cũng là đồng hành với mình, mà người đó suy nghĩ có kiểu có theo cái hướng mà không cho đi nhiều, con người kia có cái hướng mà cho đi nhiều là nó sẽ ra kết quả. Và cái mục đích đánh của người nó có cho đi nhiều hay không. Tức là nếu mà cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận được bao nhiêu. Tức là cái em nghĩ cái tinh thần là cho đi đúng không? Là cho đi. Cho đi và không cho đi. Và tính toán hay là không tính toán? Tính toán nó sẽ khớp, và không tính toán nó sẽ khớp. Tính toán về tương lai hay tính toán về dừng chân. Tính hay. Tính toán lợi dụng cho mình đó. Tính hay là thành hay tính.
Ok, cảm ơn Mai Thi, rất tốt. À. Ở trên là làm bằng một cái tâm, làm bằng một cái tâm cho đi đúng không? Thả lỏng, không cần phải tính toán gì hết thì quả sẽ đến. Rồi, tốt. Yeah. Tức là đấy là một cái tinh thần rất là tuyệt vời. Rồi, xin mời anh chị em khác nào, điều gì nó giúp mình vượt qua những cái rào cản đấy nữa nào? Thứ nhất là cho em chia sẻ. Thanh Phương. Xin mời em biết trước rồi đến Thanh Phương. Có hai thứ mà nó có thể giúp cho chúng ta xuyên được cái nỗi sợ. Thứ nhất đó là cái việc mà khát khao cái mục tiêu của mình với cái ước mơ của mình, nghĩa là cái nó thực sự phải khát khao nha. Đấy, đó là cái thứ nhất, nó động cơ, đó là cái động cơ kéo, và có một cái động cơ đẩy là động cơ từ bên trong. Là gì? Là chúng ta nó là cái con người mà chúng ta trở thành đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái rào cản mà về những cái nỗi sợ hãi hay là sự tưởng tượng đấy, thì nó chỉ là cái con người nhỏ bé của chúng ta. Là khi mà chúng ta xác định được cái con người mình muốn trở thành nó khổng lồ, thì những cái khó khăn, những cái rào cản đó là chỉ... Yes, rất tốt. Rồi, rất là chính xác. Cảm ơn Nguyễn Lương. Động cơ, động lực. Rất tốt. Anh Phương nào, muốn chia sẻ thêm gì không nào? Thì em cũng có cái ý đầu tiên là giống anh Lương đúng không ạ? Đấy chính là cái khát vọng thành công. Tức là cái niềm hạnh phúc, niềm vui sướng, cái lý do đủ lớn để cho mình hành động. Và cái thứ hai nữa chính là cái nỗi đau. Khi mà mình đau quá rồi, không thể chấp nhận cái tình trạng hiện tại của mình như thế nữa, và mình có thì mình sẽ hành động. Thì theo em là như thế ạ. Yes, rồi, rất là chuẩn. Đúng rồi đấy, Lương với Thanh Phương chia sẻ rất là chính xác rồi. Thế thì bây giờ cả nhà tưởng tượng như thế này. Một cái đoàn tàu mà nó đang nằm trên đường ray. Đấy. Và bây giờ có một cái viên gạch nó chặn. Thì đoàn tàu đấy có đi được không? Cái lúc này đoàn tàu nó chưa đi được, mặc dù chỉ một viên gạch chặn thôi. Nhưng bây giờ đoàn tàu nó đang đi với vận tốc 200 km/h, thì một bức tường chặn nó có xuyên thủng không? Xuyên thủng, có đúng không nào? Bức tường chặn nó xuyên thủng. Đấy. Một đoàn tàu mà đang nằm một chỗ. Đấy, nó chưa có một cái moment gì chả. Nó chưa có một cái động lực. Nó chưa có quán tính, nó chưa có đà gì cả. Thì chỉ một viên gạch chặn thôi nó cũng không đi được. Nhưng khi mà nó đang chạy với tốc độ 200 km/h, 300 km/h, thì kể cả bức tường nó cũng xuyên qua. Có phải không nào? Thế thì làm thế nào, làm cách nào để mình có một cái tốc độ? Đấy, nó giống như một cái tốc độ đoàn tàu nó đang chạy 300 km/h. Tức là có một cái động cơ đủ lớn, nó thôi thúc mạnh mẽ như vậy. Có đúng không nào? Thì có cái rào cản nào nó không xuyên qua được không? Thì mọi rào cản nó xuyên qua được hết, đúng không? Khi mà có một cái động cơ, động lực đủ lớn như vậy, đạt cái gia tốc như vậy, thì chẳng còn một cái rào cản nào nó không đi xuyên qua được. Đúng không bạn nhỉ? Đấy. Và cái đấy nó đến từ bên trong mình. Đầu tiên mình phải nhận thức được bằng ý thức đã. Ai mà có sẵn khát vọng, động lực rồi thì quá tốt. Nhưng mà chưa có thì mình phải tìm bằng được. Chưa có thì mình phải tìm bằng được. Đó. Động lực. Ngay nó gọi là momentum hoặc là motivation. Động lực, làm nào để mình có một cái động lực mạnh mẽ như vậy để mình tiến lên, phải không ngoài ra? Đây là ok, con người nhỏ bé của mình, con người của mình hiện tại. Đó. Đây là con người anh hùng của mình.
và cái hành trình từ chú Tí Hon trở thành người khổng lồ, đúng không? Từ một người nhút nhát trở thành một người dũng cảm, từ một người nhiều nỗi sợ hãi trở thành một người không còn những cái nỗi sợ hãi nữa, từ một người chưa có ước mơ trở thành một người có ước mơ, từ một người có ước mơ nhỏ trở thành một người có ước mơ lớn, từ một người vị kỷ, tức là sống chỉ vì bản thân mình thôi, bắt đầu sống cả vị chủng, tức là vì đồng đội, đúng không? Vì người khác, vì thế giới, như thế, tức là từ một người vị kỷ trở thành một người vị tha. Thì đây là những cái rào cản này. Cái rào cản này chính là những cái nỗi sợ, phải không nào? Nỗi sợ. Và hãy nhớ, luôn luôn nhớ nhá, ghi lòng tạc dạ, nỗi sợ là sản phẩm của sự tưởng tượng. Đó là sản phẩm của sự tưởng tượng. Vậy thì cách nào để xuyên qua nỗi sợ này? Đấy chính là momentum, đấy là motivation, là động lực. Và nó có hai cái loại động lực. Nào, anh chị em nào chia sẻ lại nào. Thường là có hai loại động lực. Ai chia sẻ? Có hai loại động lực chính. Các bạn ấy vừa nói rồi đấy. Ai chia sẻ lại? Để nó lặp đi lặp lại hẳn vào não bộ. Em ạ. Ok, Phạm Thanh Hoa. Phạm Thị Hoa. Em chào thủ lĩnh, chào tất cả mọi người. Cho phép em tắt cam. Yes. Em có nhớ là có hai cái động lực. Đó là động lực thúc đẩy và động lực rời. Động lực thúc đẩy và động lực gì em? Rời xa ạ. Rời xa, thúc đẩy và rời xa. À, gần gần đúng rồi đấy. Cảm ơn Thanh Hoa. Ai hỗ trợ bạn thì Thị Hoa thì nhầm. À, Thị Hoa. Động lực lôi kéo phải không ạ? Động lực lôi kéo, gần gần đúng rồi. Tức là ý nghĩ trong đầu thì đúng rồi đấy. Ngôn từ dùng nó chính xác hơn tí. À, nhà mình nhờ, ai hỗ trợ bạn thì chia sẻ thêm. Tức là ý hiểu thì đúng rồi đấy. Ngôn từ có hai loại động lực chính. Cả nhà mình nào, nãy Thanh Phương chia sẻ thôi, chia sẻ lại thôi mà. Động lực hướng tới và động lực cách xa. Phương Nguyễn. Đúng rồi, Phạm Thị Hoa nói đúng rồi. Rồi ai đấy? Ai? Em Phương Nguyễn ạ. À, Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nói đi em. Có hai động lực, là động lực hút và động lực tránh xa. À, đúng rồi, động lực hướng tới và động lực tránh xa, đúng không? Đúng rồi. Ok, cảm ơn Phương Nguyễn. Đấy, có hai cái loại động lực chính. Một là động lực hướng tới. Hai là động lực tránh xa. Thế thì bây giờ mình tránh xa gì nào? Theo cả nhà mình tránh xa gì? Tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ạ. À, động lực cơ mà. Tránh xa suy nghĩ tiêu cực. À, tránh xa gì nữa nè? Tránh xa nghèo khó và hướng tới giàu có. Rồi, tránh xa nghèo này. Gì nữa nào? Tránh xa gì nữa nào? Tránh xa bệnh tật ạ. Bệnh tật. Ok, gì nữa nào? Tiêu cực. Ừ. Tiêu cực nó chung chung quá. À. Cái gì nó phải cụ thể. Không cụ thể là cụ không thể. Ừ. ở đây nó là động lực nhá, chứ không phải là, tức là những cái thứ này này nó là một loại động lực. Ví dụ như là tiêu cực ấy, mình tránh xa đấy để mình không nhiễm cái đấy vào thì nó lại khác, mình không nhiễm những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc tiêu cực nó lại khác. Còn đây nó là một loại động lực. À, tránh xa cái này là một loại động lực để giúp mình tiến lên ấy, chứ không phải nó mang ý tiêu cực. Tránh xa gì nữa nào? Nghịch cảnh ạ. À, nghịch cảnh. Nghịch cảnh chung chung ạ. À. Đánh xa. Đánh xa gì? Môi trường. Đen đáng ạ.
đánh sao gì nào? Môi trường thấu đánh. À, môi trường tệ nạn không phải là động lực, tệ nạn không phải là động lực. Đây là nó gọi là động lực tránh xa, chứ không phải là mình tránh xa những cái thứ tiêu cực. Đấy, mình phải hiểu nhớ. Động lực tránh xa. Đó giống như một cái loại lực đẩy cho mình. Ví dụ như ai đó, ví dụ như vợ nói với chồng, ông chỉ là cái thằng được dựa thôi, chẳng làm ăn được cái trò chống gì cả, đúng không? À, đấy, đấy là một loại động lực. Cảm thấy gì? Nhục là một loại động lực, đúng không nào? Khi mà mình thấy nhục là một loại động lực. Tất nhiên cái động lực này thì nó hơi, nó cũng tiêu cực, nhưng nó là một loại động lực. Đấy, hoặc là nhiều anh chị em đi làm nghề này này về, bị vợ nói, bị chồng nói, bị bố nói, bị mẹ nói, mà mình muốn làm để chứng tỏ ấy, kiểu thế. À, nó cũng là một loại động lực. Tất nhiên là tí nữa mình sẽ phân tích là mình nên theo cái động lực nào để cho nó tích cực. Nhục là một loại động lực, đúng không cả nhà? Hèn là một loại động lực. Nghèo là hèn, đúng không? À, thế nên mình phải tiến lên, không thể sống một cái kiểu hèn mặt như này nữa. Ví dụ thế, nó là một loại động lực để mình tiến lên. Đấy. Nghèo là một loại động lực. Có những người, người ta nỗ lực để thoát nghèo, có đúng không nào? Nó là một loại động lực. Ví dụ như chị Phan Thị Nguyệt ấy, thủ lĩnh cao cấp Phan Thị Nguyệt ngày trước làm, bây giờ về bị thằng em chồng gọi điện nói cái gì đấy chị kể mà ngày xưa mình quên. Nên chị thấy tức là khóc như mưa, sau gặp người hướng dẫn, do người ta chưa hiểu thôi, nhưng mà cảm thấy nhục, cho nên là phải làm bằng được thành công để cho họ mở mắt ra, ví dụ thế. Đấy, đấy là một loại động lực, có đúng không nào? Đấy là một loại động lực. Những cái động lực hướng tới ấy, thì nó tích cực. Thế còn cái động lực này mình làm ấy, thì kết quả nó vẫn thành công. Nó là một loại động lực tốt, nó là một loại động lực để mình làm, mình giúp mình vượt qua những cái rào cản này để mình thành công. À, thì kết quả nó vẫn giúp mình thành công, nhưng nó khiến cho mình không hạnh phúc bằng cái động lực mình hướng tới. Ví dụ, rồi nhà mình động lực hướng tới gồm những cái gì nào? Giàu có. Giàu. Hướng tới là trở thành tốt nghiệp trường đào tạo S9. À, khỏe mạnh. Tức là những cái mục tiêu lớn lao, đúng không? Biết rõ luôn, ví dụ như là 8 tỷ 4 đấy. 8,4 tỷ. Tốt nghiệp trường S9 là có cái phần thưởng 8 tỷ 4 tỷ. 8,4 tỷ. Cái biệt thự Hy Lạp. Sau tháng 9 năm nay ấy, thì hết, dự kiến là hết cái biệt thự và sẽ nhận 8 tỷ 4 chuyển qua tài khoản. Rồi, gì nữa? Khỏe. Hướng tới. Là khỏe mạnh ạ. À, đúng rồi, khỏe mạnh. Rồi, gì nữa nào? Thành công ạ. Tự do. Thành công. Tự do. Thành công nó chung chung. Tự do, ok. Ừ. Freedom. Rồi, hướng tới gì nữa nào? Ô tô. À, ok. Một cái mục đấy. Tức là hướng tới một cái mục tiêu nào đó, đúng không? Ô tô. Hay là Mercedes-Benz. Ví dụ như thế. Hướng tới. Du lịch, yes. Nhiều người rất thích du lịch. Cường cũng rất thích du lịch. Mục tiêu của Cường là đi vòng quanh thế giới nhất 2 lần. Gì nữa nào? Báo hiếu. À, yes. Báo hiếu. Rồi, gì nữa? Hướng tới gì nữa nào? Ông Dương nói lúc đầu tiên đấy, hướng tới cái con người mà mình trở thành ấy. Cống hiến. Wow. Hướng tới những cái giá trị. À, cống hiến cho đi, ok. Cống hiến cho đi là một loại động lực của những cái người vị tha. Đúng không? Cống hiến cho đi.
là một loại động lực. Còn gì nữa nào? Muốn phát triển đúng không? Trở thành, trưởng thành là một loại động lực. Có những người thích phát triển cá nhân đấy, là một loại động lực. Thành. Gì nữa nào? Giá trị hướng tới. Còn gì nữa không cả nhà? Từ thiện. À, yes. Từ thiện. Thì trong cái mà cho đi ấy, bố thí, cho đi từ thiện, nó cũng nằm ở trong cái cho đi. Thì ngôn từ nó khác. Tôi làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. À, làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. À, ok. Thế đấy cũng là cống hiến. Rồi, còn gì nữa không ạ? An lạc. An lạc, hạnh phúc. Ok, hạnh phúc. An lạc. Bình an. Rồi, tốt. Gì nữa nào? Còn gì nữa không ạ nhỉ? Nhiều lắm. Thừa kế. Hả? Để kế cho thế hệ hậu sinh một cuộc sống khôn ngoan và khỏe mạnh. Hả? Còn gì nữa không? Rồi tạm tạm thế nhỉ? Đấy. Thế thì mỗi người, như bây giờ ấy, câu hỏi đặt ra này, cái động lực nào mà nó giống như đoàn tàu nó đang chạy với tốc độ 300 km/h, động lực nào? Và chỉ có tự mình trả lời được thôi. Phải tìm bằng được. Đúng không ạ? Phải tìm bằng được cái động lực nào của mình. Hỏi chấm. Đấy. Một dấu hỏi rất to đấy. Làm nào để cho cái dấu hỏi này nó to lên nhỉ? Chưa biết tăng cái phông ở đâu. Để cho nó to lên. Rồi. Động lực nào? Hay người ta hay còn gọi là big why ấy, đúng không? Lý do đủ lớn. Big why. Động lực nào? Lý do đủ lớn. Ok. Đấy, mình lựa chọn trong những cái này này. Hãy chọn một thứ thôi. Hãy chọn một thứ. Càng cụ thể bao nhiêu ấy, càng rõ ràng bao nhiêu ấy, thì nó càng giúp mình đạt nhanh bấy nhiêu. Thế còn những cái động lực tránh xa này cũng tốt, nhưng mà thôi, thay vì tránh xa bệnh tật thì khỏe mạnh luôn đi cho nó nhanh. Đó không ạ nha? Thay vì tránh xa nghèo thì thôi giàu đi cho nó nhanh. Thay vì tránh xa nhục hèn ấy, thì ví dụ như là vinh quang ấy, được. Hướng tới sự vinh quang, đúng không? Chiến thắng, ví dụ thế. Làm cho bằng được sẽ hết nhục. À, đúng rồi. Đấy, bây giờ là cuộc chơi trong tâm trí của chính bạn. Cái động lực nào để giúp bạn, giúp cái đoàn tàu của bạn nó chạy với tốc độ 300 km/h, thì bạn sẽ đi xuyên qua mọi rào cản. Đây là sự khác nhau rất lớn. Đây là lý do tại sao có người thành công và có người bỏ cuộc. À, có người làm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh khí. Còn có người thì cứ uể oải. Đúng không? Đấy. Đây là sự khác nhau của một người sẽ làm đến cùng. Và một người sẽ thích thì làm, không làm thì thôi. Thích thì vào học, không vào thì thôi. Mai Thi, chia sẻ điều gì em? Dạ, chỉ có động lực là năng lượng và đam mê tột đỉnh kia. Ừ. Nói chung là động lực, năng lượng và đam mê. Ừ. Đối với em là vậy ạ. Ừ. Là em bất chấp. À. Đó. Và có, dạ, như vậy đó. Dạ. Cảm ơn thủ lĩnh. Rồi, cảm ơn Mai Thi.
làm gì phải, tức là khi mình có động lực thì mình sẽ đam mê. Đúng rồi. Khi mình có động lực ấy, thì bắt đầu có thể lúc đầu chưa đam mê nhưng bắt đầu làm dần dần mình yêu thích và mình sẽ đam mê. Nhưng nếu không có động lực thì sẽ không có đam mê. Bởi vì đam mê nó phải bắt nguồn từ động lực trước, nó bắt nguồn từ gốc trước. Hãy nghĩ đến một cái động lực mà giống như đấy, bằng một cái hình ảnh. Một cái đoàn tàu nó chạy 300 km/h. Cái động lực, cái động cơ của mình là gì? Động cơ, động lực của Cường là gì? Động lực của Cường là khi người ta nhắc đến kinh doanh theo mạng ở Việt Nam, người ta nhắc đến S69. Khi người ta nhắc đến kinh doanh theo mạng trên thế giới, người ta nhắc đến S69. Đó là những nhà kinh doanh theo mạng xuất chúng, đó là những thủ lĩnh xuất chúng, xuất thân từ Việt Nam, từ giải đất hình chữ S. Đó là những con người vị nhân sinh, vị xã hội, vị thế giới, phục vụ cho thế giới. Đấy. Đó là 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng. Đấy là động lực của Cường. Và nó khiến cho không có cái rào cản nào mình không vượt qua được, vượt qua hết. Đã có cái rào cản mọi thứ, mọi khi mà mình có động lực đủ lớn ấy, thì mọi thứ trên đời đều là chuyện nhỏ hết. Chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn thôi. Anh chị em ạ. Động lực đủ lớn, đúng không? Mình sẽ đi xuyên qua hết. Và đây là một cái cuộc chơi trong tâm trí với chính mình. Người ta cứ lo phải dạy nhau tuyển dụng, rồi lo kỹ năng nọ, kỹ năng kia. Khi bạn có động lực đủ lớn, mọi thứ làm thế nào học được hết, học cái gì học được hết, đúng không? Sản phẩm chưa hiểu, uống vào học sẽ hiểu. Chưa biết chốt cuộc hẹn, khi có động lực đủ lớn, chốt 5 lần, 10 lần, 20 lần chốt được hết. Khi có động lực đủ lớn, mình sẽ ngồi nghiêm túc, mình viết danh sách người quen. Còn chưa có động lực, mình còn chưa làm. Khi có động lực đủ lớn, đúng không? Mình không còn ngụy biện nữa, không còn biện hộ, còn bao biện nữa. Khi có động lực đủ lớn, mình mới thức dậy tập thể dục thể thao, mới đọc tuyên bố. Đấy, khi có động lực đủ lớn, bắt đầu mình mới xây dựng nhân hiệu của mình trên Internet, bắt đầu mình kết nối làm bạn và bắt đầu mình xây dựng các mối quan hệ, đúng không? Mình chia sẻ về động lực của mình chia sẻ lý do tại sao tôi làm Siri, để mình hấp dẫn những con người khác về cùng với mình. Khi mình có động lực đủ lớn, mình chia sẻ với đồng đội của mình về động lực của mình. Đấy, để giúp cho cả đội nó hưng hực khí thế, có phải không ạ nhỉ? Momentum, motivation. Cho nên là dần dần các bạn sẽ hiểu về tầng nhận thức, dần dần sẽ hiểu. Người bình thường thì cứ hỏi cái gì thế nào, cái gì ở đâu khi nào là tầng thấp nhất. Tức là bây giờ không biết là học cái gì, không biết là uống cái gì, đúng không? Không biết là phát triển ở đâu, vân vân. Đấy, tầng đấy là tầng thấp nhất. Thế tầng cao hơn ấy là, tức là tầng thấp nhất ấy là tầng khi nào ở đâu. Đấy, tầng cao hơn nữa là cái gì. Tầng cao hơn nữa là thế nào, tức là làm thế nào để thành công. Làm thế nào để thành công, đấy là tầng cao hơn. Nhưng mà cái tầng trên nữa là động lực, tức là tại sao mình làm. Big why là động lực. Khi bạn có động lực, Cường nói lại là khi bạn có động lực, mọi thứ bạn có thể giải quyết hết, học được hết, sẽ tự biết vào Zoom. Với anh rất đúng cả nha. Khi có động lực, mình sẽ thức khuya dậy sớm. Khi có động lực, mình sẽ bắt đầu kỷ luật bản thân để đọc sách. Khi có động lực, mình mới sẽ học làm thế nào. Khi mà mình có động lực thì mình sẽ hỏi người khác làm thế nào, hỏi người khác làm thế nào thì có cái gì đâu. 9 bài học, 6 bước đi, 9 bài học. Đấy, rồi dần dần học cách đấy, vào những cái buổi coaching như này để bắt đầu dạng chuyển hóa, thay đổi cái thế giới bên trong của mình. Cho nên là đấy là sự khác nhau anh chị em ạ. Đấy là sự khác nhau rất lớn. Rồi bây giờ trả lời nào. Động lực của Long Tân là gì? Dạ, em nói thử với anh Tần Thái Tân đó. Em cái động lực của anh là gì? Động lực. Dạ, động lực của em là hạt để phát triển bản thân và để có kiến thức đào tạo hệ thống. Tốt, tức là để phát triển bản thân để đào tạo hệ thống. Tức là mình động lực nó phải có lý do nhé. Ví dụ
Động lực là phát triển bản thân để làm gì, đúng không? Để đào tạo hệ thống. À, đấy là một cái lý do tốt. Rồi, động lực của Long là gì? Võ Thị Long. Dạ, em xin chào thống lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom. À, động lực của Long là Long muốn là mình giúp đỡ cho rất rất là nhiều người. Họ có một cái sức khỏe tốt, giúp cho mọi người có được sức khỏe tốt, có một cái công cơ hội tốt và có một cái cuộc sống thật là an lạc. Họ chỉ cần họ về, họ đặt cái đầu xuống, họ nằm trên cái gối là họ ngủ một giấc rất là ngon. Ừ, tốt rồi đấy. Nhiều người. Dạ. Nhiều ấy, là từ 2 người trở lên thì gọi là nhiều rồi. Số nhiều mà mình học số ít là 1. Số nhiều là từ 2 trở lên gọi là nhiều rồi. Nhiều là bao nhiêu? Dạ. 1.000 người. 1.000 người. Ok. Rồi. Đấy. Tức là gì? Nó phải rõ ràng cụ thể. Và có thể lúc này là 1.000, sau này là 1.000.000, là 1.000.000. Hoàn toàn khác nhau đúng không? Ừ. Ok. Tức là nó phải rõ ràng. Động lực của Võ Thị Long đấy là giúp 1.000 con người thay đổi chất lượng cuộc sống. Đó. Giúp họ có sức khỏe, ăn ngon, ngủ kỹ. Giúp họ có một cái cuộc sống tự do. Đúng nghĩa, ví dụ thế. Ok ông Võ Thị Long? Dạ. Động lực của bạn Tân là phát triển cá nhân để huấn luyện đội ngũ của tổ chức của mình. Động lực của Đức Luận là gì? Em. À, động lực của em là sự tự do, giàu có. À, freedom, đúng không? Freedom của em là dòng tiền bao nhiêu một tháng? À, dòng tiền của em đặt ra là 300 triệu một tháng sau 2 năm tới ạ. Rồi, tốt. Đấy, tức là cũng là tự do nhưng nó cụ thể hơn. Freedom ở mức 300 triệu một tháng. Sau đó, tiếp. Ok, tốt. Động lực của Phan Long là gì? Dạ. Động lực của em là em muốn... vì gia đình em bao lâu nay thì chưa có ai được thoát ra cái cảnh nghèo, là em muốn ghi danh trong cái dòng họ Phan nhà mình, là mình là một người vừa phát triển và trở nên giàu có. À, là một người mà thay đổi cả dòng họ nhà mình. Dạ. Ok. Tốt. Đi đầu trong dòng họ. Ừ. Là một người thành đạt trong dòng họ để giúp đỡ dòng họ tiến lên. Yes. Yeah. À. Rồi, cảm ơn Phan Long. Bây giờ này này, bây giờ Cường đang hỏi là các bạn có đang nghĩ. Đang nghĩ có nghĩa là động lực này nó vẫn đang nằm ở tầng ý thức. Nhưng nó chưa nằm ở tầng tiềm thức. Tức là nó chưa phải là động lực ở bên trong. Đúng không nào? Tức là mình còn đang nghĩ. Nếu mà đầu tiên phải nhận thức bằng ý thức trước đã. Nếu mình chưa có động lực từ bên trong, từ sâu thẳm bên trong ấy. Giống như bác Hồ kính yêu của chúng ta ấy, là động lực từ bên trong. Cả đời của bác theo đuổi mỗi chữ tự do cho 30 triệu dân tộc Việt Nam. Đúng không? Freedom. Mà không phải tự do cho bác, mà tự do cho cả dân tộc Việt Nam. Có phải không nào? Cho nên bác mới bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước. Rồi đi vì cái chữ freedom đấy, vì cái động lực đấy nó quá lớn lao, cho nên là bác sẵn sàng lang thang, xuống tàu bôn ba chẳng biết sống chết, ra nước ngoài không biết là sẽ ra đấy để làm gì, như thế nào, nhưng mà cứ đi đã, tìm rồi sẽ thấy, có đúng không? Đấy, và bác đi bao lâu bác mới bắt đầu tìm được cái con đường, cái phương pháp luận để giải phóng đất nước, đúng không nào? Thế thì nếu như không có một cái động lực nó lớn như vậy thì theo cả nhà, một chàng thanh niên từ quê Nghệ An đấy có dám xuống tàu rồi sang nước ngoài mà trong túi chả có đồng nào, sang đấy không ai giúp đỡ, có dám sao không? Bây giờ các bạn cứ thử lên tàu sang nước ngoài xem, mà không, trong túi không có đồng nào, xem có dám đi không? Nhưng nếu có một động lực đủ lớn thì dám làm hết. Đó, đúng không? Bây giờ chỉ cần đi bộ từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thôi, trong túi không đồng nào, xem có cái động lực nào để cho mình đi, để mình có thể sinh tồn được từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh không mang theo đồng nào. Ví dụ như thế. Vân vân. Thế thì
làm thế nào mà nó phải, tức là biến nó sôi sùng sục bên trong ấy, khi mình nghĩ đến cái why, cái big why đấy, cái động lực đấy, là nó sôi sùng sục lên, tức là nó giống như là cái nhiệt độ sôi 100 độ, đúng không? Mình làm mà phải ở cái nhiệt độ sôi 100 độ ấy thì nó mới lửa. Nó giống như Võ Long cái lúc giai đoạn đầu ấy, lúc nào cũng phải sùng sục như thế. Thế xong dần dần độ sôi bắt đầu nó lại cứ lúc lên lúc xuống, lúc 60, 70, lúc 60 độ, lúc 80 độ. Lúc 90 độ rồi lúc nó lại nguội nguội 50 độ. Cả nhà hiểu chưa? Đấy, bởi vì cái động lực nó chưa có động lực từ bên trong. Đúng không nào? Vì nó chưa có động lực từ bên trong cho nên là nó vẫn thất thường. Nó vẫn ở tầng ý thức. Nó chưa phải là tầng tiềm thức. Các bạn luôn nhớ là tiềm thức dẫn bạn đến nơi mà... Đến nơi nào cả nhà? Rồi, chị Thảo. Đến nơi tiềm thức muốn. Đúng rồi. Tiềm thức dẫn bạn đến nơi mà tiềm thức muốn. Chứ không phải đến nơi mà bạn muốn. Bạn thì đang muốn 300 triệu một tháng. Đấy là về mặt ý thức. Bạn đang muốn giúp 1.000 người. Bạn đang muốn là biểu tượng của dòng họ. Đúng không? Nó đang ở tầng ý thức. Và muốn để nó dẫn mình đến cái nơi mà tiềm thức muốn và đúng nơi mình muốn ấy, thì cài đặt nó vào tiềm thức. Tôi, Phan Long, muốn trở thành cái người đầu tiên trong dòng họ của mình gì đấy, đúng không? Để làm cái gì? Và đưa vào câu thần chú, tức là định vị, tức là đưa cái động lực đấy vào câu thần chú để tuyên bố hàng ngày, để nói lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi là nhà huấn luyện đào tạo số 1 về kinh doanh thương mại. Tôi huấn luyện đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh thương mại xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đó là động lực đưa nó vào gì? Đưa nó vào tiềm thức. Nói lặp đi lặp lại hàng ngày, nói lặp đi lặp lại hàng ngày thì nó vào tiềm thức. Và khi mình nghĩ đến 1.102 thôi ấy, là nó sôi sùng sục rồi. Là nó máu lắm. Khi nói về 1.102 ấy, là nó rất là sướng. Ví dụ thế, bởi vì nó từ bên trong. Cái này anh hiểu chưa? Cài đặt nó vào tiềm thức, hàng ngày nói về nó. Mục tiêu của tôi trong vòng 2 năm tới là 300 triệu một tháng. Để làm gì? Ví dụ thế, đúng không? Đỗ Đức Luận, ví dụ vậy. Đưa nó vào tiềm thức. Phan Long cũng thế, phải viết rất rõ nó ra. Đưa nó vào tiềm thức để biến nó thành động lực. Chỉ cần khi gặp khó khăn hay cái gì đấy, nghĩ đến động lực đấy, tức là nó sôi sùng sục lên rồi. Nhiệt độ sôi 100 độ. Cùng là chia sẻ về cái sản phẩm này, nhưng mà chia sẻ kiểu 30 độ nó khác, 40 độ nó khác, 50 độ nó khác. Cùng là chia sẻ cơ hội này, đúng không? Chia sẻ ở 100 độ sôi nó khác, còn chia sẻ ở 60 độ nó khác, và nó tạo ra kết quả khác nhau. Các bạn thấy chưa? Và cái động lực này, nó khiến cho một con người từ bình thường trở thành phi thường. Không quan trọng học cái gì. Có học ông rời mà động lực, mà không có động lực vứt đi. Có bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà không có động lực vứt đi. Không làm được gì hết. Nhưng chẳng cần học hành gì cả, chỉ cần động lực đủ lớn thôi. Học được hết những cái thứ khác. Học được những thứ quan trọng để mình tiến lên. Các bạn hình như không? Và cái môi trường này cho nên tại sao nó lại rất là nhân văn, rất là nhân đạo và rất là nhân bản. Bởi vì có phân biệt đâu, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt trình độ học vấn, không phân biệt trẻ già, có đúng không ạ? Không phân biệt bằng cấp, không phân biệt hết, tất cả chúng ta bình đẳng như nhau hết. Vào đây học hành như nhau hết, và ông nào có động lực lớn, ông đấy sẽ đi nhanh. Đơn giản thế thôi. Ai có big why, ai có động lực lớn, người đấy sẽ không những đi nhanh mà sẽ bứt phá, tức là mình sẽ ngạc nhiên về con người của mình. Sẽ rất ngạc nhiên về cái sự phát triển của mình. Kiên Trung, động lực là gì em? Vâng, em xin chào anh.
động lực của em ấy là em đã ý định cho cô tuyên bố rồi, em là người một người truyền lửa giúp cho mọi người được biết đến em để vượt qua được rào cản và có được cuộc sống sức khỏe giàu có tự do an lạc và hạnh phúc ạ. Đấy là cũng là cái ước mơ hiện giờ là em đang khao khát và đặt trong cái mục tiêu của mình để hướng tới ạ. À, ok, là người truyền lửa đúng không? Truyền lửa, truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho hàng triệu người đi cho nó máu, ông cài nó vào tiềm thức để giúp cho họ có một cái cuộc sống an lạc tự do, ấm no và hạnh phúc. Yes, Thanh Phương, động lực Thanh Phương là gì? Động lực của em là đến từ quê hương Việt, làm cho đất nước mình có tên trên bản đồ thế giới. Với việc người ta nhắc đến một dân tộc Việt Nam đầy hào hùng, đầy thông minh, đầy sự giàu có. Và cái ước mơ đó thì em cũng luôn luôn thôi thúc trong em từ ngày xưa rồi. Em cũng luôn nói với anh cho đến cái ngày mà em đối mặt với cái chết thì động lực của em nó giảm xuống, nó không phải là giảm xuống nhưng nó là cái việc mà em gặp mỗi một người em gặp một trong ngày thì em có thể làm cho họ trở nên khỏe mạnh hơn, trở nên hạnh phúc hơn và có thể trở nên giàu có hơn. Nếu như một mình em thì em cũng sẽ hạnh phúc từng giây phút. Thế nên là đấy là động lực của em ạ. Ok, cảm ơn Thanh Phương. Và theo cái vừa rồi đại hội đảng vừa rồi đúng không? Có cái nghị quyết 2045 đưa Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường, trở thành một đất nước phát triển. Các bạn thấy không? Và chúng ta sẽ cùng nhau, cùng với các doanh nhân ở những các lĩnh vực khác. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng góp phần biến cái điều này trở thành hiện thực. Tại sao gần 100 triệu dân thông minh như cái bọn Việt Nam này mà mình lại thua kém mấy thằng Nhật Bản, đúng không? Mấy thằng Hàn Quốc. Tại sao? Ngày xưa gọi là Nhật lùn, bây giờ thành Việt lùn. Các bạn thấy không ạ? Đấy, ngày xưa Hàn Quốc nó lùn như mình ấy. Nhưng sau một thế hệ, bây giờ vậy mình đi với nó, phải ngước nhìn chúng nó. Một trong những lý do là dinh dưỡng. Nhật ngày xưa ăn thế. Ngày xưa Nhật lùn, bây giờ là thành Việt lùn. Người Việt chúng ta bây giờ là một trong những dân tộc lùn trên thế giới. Tức là đấy, từ thể chất rồi đủ thứ, đúng không? Cùng với lại đất nước, mỗi người mỗi nghề khác nhau, mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng mình đã làm trong lĩnh vực nào, mình xuất sắc ở trong cái lĩnh vực đấy, xuất chúng trong lĩnh vực đấy để mình tiến lên. À, anh chị em, động lực thế nó mới máu. Tại sao mà cứ phải để mấy cái thằng nước ngoài nó sang nó dạy chúng ta làm network marketing? Cho nó sang dạy thì tốt, cái tinh hoa gì mình hấp thu, nhưng mà không đặt một câu hỏi ngược lại, tại sao mình không sang phục vụ thế giới? Tại sao mình không sang, mình mang trí tuệ, đạo đức, nghị lực của Việt Nam ra phục vụ thế giới, đúng không? Để huấn luyện họ trở thành những nhà kinh doanh trong mạng chân chính. Why not? Đấy, một trong những cái lý do tại sao mà có một cái động lực rất lớn từ sâu thẳm bên trong, là khi người ta nhắc đến kinh doanh theo mạng trên thế giới, người ta nhắc đến S69, đó là những thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng, người Việt, đúng không? Mang đạo đức, trí tuệ, nghị lực Việt Nam phục vụ thế giới. Đấy. Hướng dẫn người nước ngoài phát triển kinh doanh theo mạng, phát triển cá nhân theo chiều sâu của phương Đông. Phát triển cá nhân theo kiểu phương Tây ấy là mục tiêu chính, họ chỉ là lợi nhuận thôi. Còn phát triển chiều sâu theo kiểu phương Đông của chúng ta là đi từ lõi, đúng không? Phát triển nhân cách cốt lõi, đạo đức, trí tuệ, nghị lực và lợi nhuận, nó là cái quả. Nó là phần thưởng. Chúng ta cứ hình dung mà xem, đúng không nào? Đấy, tại sao vậy? Cũng là người. Tại sao thằng Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, chúng nó đi khoảng 188 đến 190 nước không cần xin visa. Mà ông Việt Nam mình đi đâu nó cũng làm nhục. Có Trung Quốc miễn visa này, có mấy nước Đông Nam Á miễn visa này, miễn thị thực. Đấy, chứ còn sang Đài Loan mình cũng phải xin visa, chúng ta thấy không nào? Còn sang châu Âu, sang Nga, sang Mỹ thì đương nhiên rồi. Tức là cái độ tin cậy quốc gia rất thấp.
và mình không thể thay đổi được đất nước, nhưng mình thay đổi được mình. Có đúng không? Mình thay đổi được mình. Mình không thể thay đổi người khác, nhưng mình thay đổi được mình. Và nhiệm vụ của chúng ta, ngoài cái việc mà để chúng ta làm giàu cho bản thân mình, chúng ta hướng tới những giá trị tốt đẹp, trở thành một con người có ý thức. Tức là trong 5 cái tiêu chuẩn của chiến binh S69, tiêu chuẩn số 1 là trách nhiệm và bổn phận, đúng không? Tiêu chuẩn số 1 là trách nhiệm và bổn phận. Cái thứ này là cái thứ mà chúng ta phải giáo dục với nhau rất nhiều. Không thể ra đường vứt rác được. Đó, đang đi xe Mercedes-Benz hạ kính mà vứt rác ra đường là không được. Có đúng không? Chúng ta trách nhiệm về bổn phận một công dân, không thể chúng ta có kiểu té bậy trên đường, không có. Tức là trong mấy trăm nước ấy, chỉ có ông Việt Nam, ông Ấn Độ là hai cái nước mà hay té bậy trên đường. Trách nhiệm công dân. Các bạn biết không, Cường đi Tanzania trong cái chuyến mà trong cái chuyến du lịch lớn của tập đoàn ấy, đi cùng với chủ tịch, đi cùng rất là nhiều thủ lĩnh ở các nước khác nhau ấy. Cả một cái thảo nguyên mênh mông nha, Tanzania là một cái đất nước châu Phi, nơi có một cái nóc nhà số 2 của thế giới là cái đỉnh núi Kilimanjaro. Và tức là đã đi safari ở Tanzania rồi ấy, tức là đi xem thế giới động vật, đúng không? Bình thường chúng ta hay vào cái zoo nào đó, cái vườn thú nào đó để xem safari, mà sang Tanzania rồi thì chẳng còn muốn vào cái vườn thú nào khác, bởi vì đấy là một cái vườn thú mênh mông, đi cả ngày bằng ô tô không hết. Mà trên cái thảo nguyên mênh mông đấy, các bạn biết là không có ni lông hay là giấy hay là rác thải vứt ra. Và nếu như lái xe người ta nhìn thấy cái ni lông hay là cái khăn hay cái vải, cái rác gì đấy, và họ sẽ dừng xuống họ nhặt. Các bạn thấy không? Châu Phi đấy, văn minh hơn mình nhiều. Và chúng ta phải bắt đầu từ mình. Đấy, cho nên ấy, vào S69, tiền rất nhiều, nhưng tiền là giá trị thấp nhất. Trách nhiệm và bổn phận của công dân trước. Trách nhiệm bổn phận của một chiến binh S69 là phải làm cho cái ngành kinh doanh theo mạng này này, nó là một cái ngành kinh doanh thực sự trong sáng, minh bạch, trung thực, đúng không? Chúng ta biến thành chất rẻ lau bảng để lau đi những vết đen, những vết nhơ, những sự hiểu chưa đúng, chưa chính xác về kinh doanh theo mạng và thực phẩm chức năng. Nó vẽ lại bức tranh tuyệt đẹp thì nó vốn có của nó. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là làm cho cái ngành này này, khi người ta nghĩ đến nó là phải đầy tự hào, bởi vì đó là ngành giáo dục khai sáng, chứ không phải ngành đi lôi kéo người bán mấy cái thực phẩm chức năng. Đó là cái ngành giáo dục chuyển đổi con người từ một con người sống theo bản năng trở thành một con người sống theo phong cách sống lành mạnh, đúng không nào? Đấy là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Trách nhiệm bổn phận của chúng ta đó là mang những cái giải pháp sức khỏe tốt nhất và với giá đúng giá, phục vụ nhân dân, phục vụ thế giới này. Đấy là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là tự mình học, tự học, tự rèn luyện để trở thành những leader, để trở thành những con người có giá trị cho mình và giá trị cho người khác, để chúng ta đi phục vụ thế giới, mang lại nguồn thu về cho đất nước, mang tinh hoa Việt Nam đi phục vụ thế giới, để mang những nguồn thu về cho đất nước của chúng ta. Đấy là trách nhiệm bổn phận của chúng ta. Trách nhiệm bổn phận của chúng ta đấy là xây dựng cái cộng đồng S69 này, này. Nó thực sự trung thực, nó thực sự trí tuệ, đúng không? Nó thực sự đầy nghị lực, những con người dám nghĩ, dám làm, những con người không có khó khăn nào có thể lùi bước được. Đây là trách nhiệm bổn phận của chúng ta. Và để làm được điều đó, mỗi người cần có một cái động lực cho chính mình. Giống như đoàn tàu chạy với tốc độ 300 km/h. Thì các bạn không còn khó khăn nào nữa. Không còn cái nỗi sợ nào nữa. Bởi vì khi đã có động lực đủ lớn, lúc đấy bắt đầu sao? Chỉ cần nghĩ đến động lực thôi là làm. 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 Định. Mở mắt dậy mà sáng nó còn đang thằng hèn đấu tranh giữa người hùng và thằng hèn, nghĩ đến động lực ngay, thằng người hùng chiến thắng thằng hèn ngay lập tức.
đấy là cái cách để chúng ta đi nhanh. À. Động lực của đâu rồi? Chị Hứa Thị Thu. Rồi, bật mic chia sẻ ra nào. Động lực của chị là gì? À, xin nha. Chào thủ lĩnh Tết Trung Huy Cường. Chào anh chị em có mặt trên Zoom. Thì cái động lực của Thu là muốn khi người ta nhắc đến sản phẩm của Siberia là nhắc đến tên mình. Nghĩa là khi mà người ta biết là cái sản phẩm này của Siberia thì người ta nói à, đó là của chị Thu chỉ làm vậy cái đó mà chị sản phẩm nó có nghĩa là khi biết đến cái tên mình với cái sản phẩm nó cái như là cái thương hiệu của mình nó sẽ có được trên cái thị trường. Và với lại cái động lực của mình nữa là mình muốn làm cho cái giá trị của mình đi đâu cũng là thấy được cái giá trị ở trong cái dòng tộc hay là trong cái họ của nhà mình, có nghĩa là khi hiện giờ mình làm thì họ chưa thấy được cái thành quả lớn thì chưa thấy giá trị, nhưng mà khi mà cái kết quả thành công của mình nó có tới một cái đọt đỉnh rồi thì lúc đầu từ đó là cái nhìn nhận của mình nó sẽ khác đi so với tất cả mọi người. Đó là cái động lực của Thu. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin cảm ơn thủ lĩnh. Khi người ta nhắc đến Siberia là nhắc đến Hứa Thị Thu, đúng không? Hứa Thị Thu là một đại diện, đại sứ thương hiệu gọi là tuyệt vời nhất của Siberian Wellness, để mang lại những cái giải pháp về sức khỏe và sắc đẹp tốt nhất với cái ở góc độ là tạo chất lượng tốt và giá tốt nhất để phục vụ nhân dân. Ok, cảm ơn chị Hứa Thị Thu. Yes, rất tốt. Nice. Còn một số anh Hùng Bút thì cần chữ là động lực của Nguyễn Lương là gì? Động lực của em là từ khi bắt đầu bước vào nền network marketing là động lực lớn nhất đó là trở thành huyền thoại trong cái ngành kinh doanh này, và sẽ đưa cái ngành kinh doanh này trở thành một trong những ngành kinh doanh số 1 tại Việt Nam. À, ok, yes. Đấy, động lực lớn nào thì nó mới máu. À, tất nhiên do nó phải xuất phát từ bên trong của mình, và ai mà chưa có động lực từ bên trong ấy thì cài đặt nó vào tiềm thức. Các bạn hãy nghe cái video search trên YouTube Trương Huy Cường xây dựng câu thần chú Trương Huy Cường đấy, các bạn nghe cái video đấy để mình biết cách cài đặt vào tiềm thức, tức là phải biết cách xây dựng câu thần chú cho mình để cài đặt tất cả những cái khát khao, những cái khát vọng của mình vào cái bản những câu thần chú ấy, và đọc nó lặp đi lặp lại 90 ngày liên tục, thì lúc đấy là nó biến thành động lực bên trong một cách thực sự, đúng không? Thì mọi thứ nó trở nên đơn giản. Và đấy, trong một trong những cái câu trong câu thần chú của Cường là gì? Tôi là đại bàng sải cánh khắp muôn nơi để mang hạt giống của sức khỏe giàu có tự do cho tất cả mọi người, ví dụ như thế. Đấy. Tôi luôn truyền động lực, cảm hứng sống và khát vọng tự do cho nhân loại, vân vân, và biến nó thành câu thần chú và đưa vào tiềm thức của mình để làm nó mới sướng, nó mới máu. Và khi mà động lực đủ lớn ấy, ở đây các bạn để ý này, cái rào cản đầu tiên người ta không vượt qua được chính là cái cơm áo gạo tiền, nó bóp chết ước mơ, nó giết chết mọi ước mơ. Nhưng khi mình có động lực giống như đoàn tàu chạy 300 km/h ấy, thì mình vượt qua cái cơm áo gạo tiền nó rất đơn giản. Nó vượt qua rất dễ, rất đơn giản. Và lúc đấy mình đặt câu hỏi, mình Hứa Thị Thu, chẳng lẽ một đại diện, đại sứ thương hiệu của Siberian Wellness, một cái đại sứ về sức khỏe, sắc đẹp của Liên bang Nga mang đến cho tất cả mọi người, mà lại còn phải lo lắng về cái từng bữa ăn à? Ví dụ thế. Thế thì mình sẽ vượt qua nhanh lắm, đơn giản. Nguyễn Lương có những lúc kể cả trong túi không có đồng, nhưng mình còn đang muốn làm cho cái ngành kinh doanh theo mạng này để người ta thấy tự hào và sung sướng, để trở thành một trong những cái ngành kinh doanh danh giá ở Việt Nam này và trên thế giới này. Thế thì cái việc không có tiền lúc này nó chỉ còn là chuyện nhỏ, phải không nào? Nó là chuyện nhỏ. Đấy. Momentum, motivation. Các bạn hãy nghĩ đến một cái động lực giống như đoàn tàu đang chạy 300 km/h. Và viết xuống vở đã làm ấy, khi mà mình chia sẻ
là chia sẻ ở cái gia tốc 300 km/h này, hay còn gọi là độ sôi 100%, 100 độ. Tức là nó phải đầy lửa lên đúng không? Ở độ sôi 100 độ. Chứ kể về cái sản phẩm mình yêu thích, nó giúp mình thay đổi như thế nào, kể về S9 mình vào đây, mình chuyển hóa, mình thay đổi như thế nào. Mà nó lại như cơm nguội thì thôi rồi. Thì mình truyền lửa, truyền cảm hứng cho ai được. Phải không cả nhà? Và tất cả là luyện. Thôi, cả nhà còn nhớ cái câu thần chú của chúng ta. Đánh vần cùng gần nhá. Ô lờ ôn. Lờ ôn nôn nặng luyện. Ô lờ ôn. Ô nó ôn luyện. Ok, high five. Lam ở nhiệt độ 100 độ sôi. Lam ở nhiệt độ 100 độ sôi. Yes. Rồi, cảm ơn anh. Yes. Rồi, có anh chị em nào có câu hỏi gì không? Hoặc có điều gì chia sẻ? Xin mời. Cô Tiết kìa. Vâng, xin bấm mời. Bấm mic đi cô Tiết. Xin mời chị Tiết. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào 31 bạn bè ở trong Zoom của mình. Rồi. Xin lỗi là đâu ở ngoài đường với Kim Anh đây. Vâng. Đó, cho nên là rất ồn, nhưng mà cũng cũng xin trao đổi với lại em, với lại có anh Huy Cường nữa, là không hiểu vì sao mà cái tuổi như mình đây đó là cái tuổi nghỉ ngơi mà mình lại gặp được CBD và mình là gặp là anh Huy Cường. Thì lúc đầu là cũng xin lỗi anh Huy Cường, là tôi phản đối dữ dội lắm, nỗi mà cái đầu nhóm đang dùng là cũng sợ hết trơn á, nhưng mà còn phản đối thì còn ngược lại là còn là động lực của mình, đến mức độ mà sáng ngày mình ngủ dậy là mình tuổi như đi mà nghe được tụi nhóm trong Zoom của Phan Lam là đạp sức mạnh nhận thức, đạp tư duy triệu phú, rồi đạp lời khuyên bố, rồi không biết cái động lực khi mà Sam suối là coi như là chi có mở ra gặp anh Huy Cường trước đây, mở mấy cái vô trang mọn YouTube mở ra gặp anh Huy Cường đây, thì anh Huy Cường anh nói những cái điều gì mà tới cái tuổi như thế này mà mình vẫn chọn là bậc thầy truyền cảm hứng cho mình đó, thì có quay đi quay lại đi nữa thì cũng là cái câu nói là nếu như lựa chọn anh Trương Huy Cường thì anh Trương Huy Cường tôi là phù thủy này, thì mình chọn cái chữ phù thủy đó là làm cho người ta giàu có, sung sướng, hạnh phúc, có sức khỏe, có vẻ đẹp, công việc đó, tự do cuộc đời có những sung sướng, và khi mà vô nhà hàng là không cần nhìn cái cọc và giá. Khi mua mà đi đến đâu là qua đất nước nào cũng được, đi đó đi đây trong thế giới và lo cho gia đình muốn cái gì cũng được. Thì cái đó là cái động lực mà một cái người mà đã trải qua 6 năm gian khổ chứ không phải là người ngay. Bây giờ có những cái điều mà trong Zoom có ngon người hình nước còn nghìn lý do, thậm chí nghìn lẻ một lý do mà mình để ý là anh Huy Cường là gỡ mối cho người ta rất tốt. Như vậy là mình cái động lực đến bây giờ mà thời gian của mình đó là mình đều tập trung vào giờ mọn để mà nghe anh Huy Cường chia sẻ gieo hạt này, rồi những cái kỹ năng này, rồi cái kết quả này, một cái trường mà đào tạo X9 đón tham gia nhất hành tinh, đó là cái động lực của mình. Cái động lực của mình đó là mình làm răng đó mà coi như là cố gắng phấn đấu làm. Những cái lời mà anh Huy Cường cắt sống ước mơ cho mọi người, cái mình làm mà nó nói lần lần cuối cùng cái động lực là cho giúp anh Huy Cường thủ lĩnh quốc tế thì mới được như thế đó. Đó là cái động lực đó, là dựa vào đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Mà lứa tuổi của tôi á là tôi thấy là đạo đức,
trí tuệ và nghị lực không phải là đơn giản để mà nói ra với xã hội đây. Cho nên là còn nhìn sao là mình còn thấy là đúng là bậc thầy truyền cảm hứng cho muôn đời sau luôn. Cho nên đó là động lực, động lực vô hình, mà có động lực mà con người của mình là có một cuộc sống tốt vào cái lứa tuổi như thế này là cảm ơn anh Huy Cường rất là nhiều. Động lực mà người ta không diễn tả là một cái lời nói nào, mà chỉ có là hành động, hành động, làm việc, làm việc, ông luyện và ông làm cho thật là tốt. Đó là cái động lực mà có thể là nước mà nó sôi á, mà lên cam độ cho nó sôi lung còn nửa bình cũng được, miễn lên lên nhiệt độ lên chừng mô là tốt chừng mấy. Dạ. Không cần là cam độ, tôi có thể là hai trăm độ cũng được. Xin hãy cảm ơn 31 vị với lại anh Huy Cường. Vâng, cảm ơn chị Tiết. Đấy, u bây giờ là U60 đúng không? Đầu 6 đầy lửa. Và lâu lâu rồi mới nhìn thấy chị Tiết mà bây giờ uống sản phẩm mà da rẻ hồng hào, mắt sáng long lanh rồi. Nhiều cô gái đôi 30 là phải khóc thét rồi. Chúc mừng chị, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời Phan Long xem nào. Chia sẻ điều gì em? Dạ. Hoặc có câu hỏi gì không? Anh thấy à. Anh thấy anh và em đồng ngủ cảm ơn chia sẻ của em cũng vui thôi. Chia sẻ vậy. Ok. Dạ. Có chú Tuấn cũng bữa nay là lần đầu tiên cũng tham dự cái buổi học, thì không biết cái chú Tuấn có cảm nhận gì không, chú Tuấn chia sẻ cho chú Tuấn. À, xin mời anh Tuấn. Anh Tuấn bác sĩ đúng không nhỉ? Long nhỉ? Dạ không. Chứ học ở trường Nông nghiệp 1 Hà Nội. À, dạ. Thưa anh Cường, thưa các anh các chị, là từ cái ngày mà được Long ở đây là cháu của bà xã giới thiệu. Vâng. Thì các cái buổi mà Zoom này thì cháu đều tạo điều kiện cho tôi được tham gia. Vâng. Mặc dù thì cũng đang cố gắng để tìm được những cái anh em ở công tác viên ở dưới, nhưng mà mấy hôm nay thì cũng đang phải tìm hiểu. Vâng. Rồi là tôi có được đủ những cái điều kiện để mà thực hiện các cái bước tiếp theo. Vâng. Thì rất là cảm ơn anh Cường. Thế và chúng tôi cũng mong rằng là trong quá trình triển khai thì ở cái thị trường Tam Kỳ này, thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam này, tôi có tìm hiểu thì tôi thấy là cái sản phẩm này dường như là họ tiêu thụ chưa nhiều, nên tôi nghĩ là nó là cái điều kiện thuận lợi cho anh em tôi. Thế và cũng mong muốn làm sao đấy mà cái sản phẩm ở đây nó chiếm lĩnh được thị trường ở đây, nó lan tỏa ra các cái huyện xung quanh. Và mong rằng là trong quá trình làm thì cái việc ở nhóm thì sẽ cố gắng rồi, nhưng mà có những cái gì đấy cần thiết thì mong anh có thể là trực tiếp anh giúp đỡ được. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Mình mong muốn nó phát triển đấy là những cái mong muốn rất là chính đáng đúng không? Và mọi thứ nó đến từ mình. Đấy, mấy anh chị em ở trong đấy đoàn kết yêu thương nhau, đúng không? Đầu tiên chỉ có mỗi Phan Long mà, bây giờ đã bắt đầu có một cái đội nhóm rồi. Và cả cái đội nhóm này cùng một cái chí hướng, đúng không? Đấy, cùng một có phải sôi sùng sục và mang lại những cái điều tốt đẹp cho quê hương của mình, cho các cái đấy, tỉnh Quảng Nam, rồi bắt đầu lan tỏa ở những cái nơi khác nữa. Và khi mà một cái đội nhóm máu ấy, được cái khí thế nó hưng hực, thì cái việc mà lan tỏa ở cái Tam Kỳ, ở Quảng Nam rồi vân vân, nó trở thành chuyện đơn giản. Thế thì có phương pháp thì có sẵn hết rồi. Thế còn anh Tuấn mà muốn tập hợp được lực lượng thì rất đơn giản. Người ta tin vào những gì mình tin. Người ta sẽ tin vào những gì mình tin. People believe what they believe. Người ta tin vào những gì mình tin. Cho nên là xây dựng một cái niềm tin tuyệt đối, giống như là đức tin ấy, vào cái sản phẩm này, vào con đường này, vào bản thân mình. Bởi vì sao? Người ta chỉ đi cùng những người có niềm tin thôi. Đúng không nào? Người ta không thể đi cùng với người mà không có niềm tin được. Nếu mà niềm tin mà mong manh như lá cỏ, mềm như sợi bún, thì rất khó để người khác đi cùng. Nhưng mà niềm tin là sao? Đối một cái ý chí sắt đá, niềm tin tuyệt đối. Đó. Đi cùng với tôi kiểu gì thì kiểu bạn cũng có ô tô. Đi cùng với tôi kiểu gì thì bạn cũng khỏe mạnh. Đi cùng với tôi kiểu gì bạn cũng đẹp đẽ. Đi cùng với tôi kiểu gì con người bạn cũng phát triển. Đi cùng với tôi kiểu gì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tăng lên. Đi cùng với tôi kiểu gì thì kiểu bạn cũng sẽ có được freedom, tự do. Ví dụ như vậy. Anh chị em mình hiểu chưa? Bao giờ niềm tin của mình
mạnh mẽ như vậy, sẽ có người đi cùng mình. Nguyên lý nó đơn giản thế thôi. Hình như mạng nó hơi yếu. Nghe được mà Tú Linh. Ok. Rồi, có anh chị em nào có câu hỏi gì không? Xin mời. Em ạ, Tuấn cho em hỏi ạ. Ừ, chưa. Vâng, em hiện giờ là mở Zoom được ba tuần nhỉ? Nghĩa là mỗi tuần một buổi ạ. Thì trong các buổi Zoom đấy thì anh chị em cũng rất sôi nổi và nhóm em vào cũng vào được khoảng trên 20 người ạ. Ừ. Vâng. Thế thì hiện giờ em đang tập trung vào trả lời những cái vướng mắc nhỏ. Ừ. Chưa thể trả lời với con lớn được mà em cũng nói với cả anh chị em trong Zoom vậy ạ. Và bởi vì là cái gì cũng phải có một quá trình để học hỏi và trao đổi nữa, và mình rút kinh nghiệm dần từ các buổi Zoom. Thì em cũng được anh chị em và những đội nhóm mà cần em, trong người em cũng cảm thấy là mình có một truyền cho anh chị em một cái năng lượng. Và em cũng nhắn tin riêng cho từng anh chị em sau mỗi buổi Zoom em hỏi, thì anh chị em bảo rất là năng lượng và truyền được cái năng lượng. Thì em muốn hỏi thủ lĩnh là năm một cái phương pháp nào để truyền đạt cho em, để em có thể đưa một cái phương pháp xuống cho đội nhóm của em ạ, để anh chị em có một cái bùng cháy hơn nữa. Năng lượng của mình là năng lượng của đội, sự bùng cháy của mình là sự bùng cháy của đội, có đúng không nào? Đúng rồi. Và thành công là hành trình, không phải điểm đến. Qua mỗi một lần mình tổ chức là một lần học. Người giống như anh chị em hình dung này này, ví dụ cái buổi này này, người học được nhiều nhất là Cường, không phải các bạn. Cái người học được nhiều nhất ấy, là cái người chia sẻ, là cái người dạy, chứ không phải các bạn đấy. Thế cho nên khi mình tổ chức, người học được nhiều nhất, mình học được công tác tổ chức, đúng không? Và bắt đầu mình chăn trở đau đáu làm cách nào, đúng không? How, làm cách nào để tốt hơn, làm cách nào để tốt hơn nữa, làm cách nào để tốt hơn nữa, làm cách nào để tốt hơn nữa. Thì đẳng cấp và sức mạnh không bao giờ đến được tức thì, nó cần phải một quá trình, có đúng không nào? Đấy. Vâng. Thế là mình biết quan sát, phân tích và đúc kết. Và nếu mà có một đội nhóm trên 20 người vào Zoom là cái việc trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp sẽ là đương nhiên. Chứ một cái đội nhóm mà thường xuyên học tập 20 người trở lên thì kiểu gì cũng là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì chỉ cần xem số lượng người học, kết quả. Rồi, vâng. Tốt, tiên tung. Rồi, cứ làm đi và học từ làm, đúng không nào? Học từ vâng, làm. Em cảm ơn tụi này. Vâng, cảm ơn. Ok, cứ quan sát, phân tích và đúc kết, học từ làm. Đấy, thì cái việc mà Zoom của đội nhóm nhỏ là mình giải quyết những vấn đề rất là cụ thể, những thứ rất là chi tiết, thậm chí từ những cái rất nhỏ, từ cái việc đặt hàng, đúng không? 7 kỹ năng ấy, từ cái việc cài Zoom, từ cái việc mà hướng dẫn nhau cách đổi tên trên Zoom này. À, những cái việc rất nhỏ như vậy, từ cái việc mà làm nào để hiện diện 100% trên Zoom này, ánh sáng như thế nào, wifi ra làm sao, những cái kinh nghiệm đấy rất đơn giản, tại sao lại cần phải vào Zoom thường xuyên liên tục, những cái việc rất nhỏ như vậy khi mà mình làm việc với đội nhóm. Và khi mình làm việc với đội nhóm ấy thì bởi vì đội nhỏ mà, để làm sao đấy mọi người được chia sẻ, mọi người được hỏi, mọi người được chia sẻ, được tăng cái tỷ lệ, cái số người tương tác lên, để giúp cho mọi người tiền ở trên sân khấu bắt đầu học cái cách bán đi nỗi sợ hãi từ những cái môi trường rất nhỏ, đúng không nào? Thì dần dần người ta sẽ tự tin trên những nhóm lớn. Đấy. Dần dần nó là một quá trình, nó là một hành trình, đúng không ạ? Cứ làm thôi, đang làm rất tốt. Okay. Em thì cũng hay rút kinh nghiệm là sau mỗi buổi Zoom đều hỏi tất cả anh chị em, hỏi chung trong nhóm và hỏi riêng từng người, giúp mình cái kinh nghiệm cho bản thân để mình phát triển hơn. Và anh chị em cũng cũng bảo anh chị em góp ý thẳng thắn, không có vấn đề gì cả, không đúng không sai, không tốt không giỏi, đây anh chị mình cùng nhau phát triển thôi. Tốt. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Kiến Trung. Anh chị em khác, một câu hỏi cuối cùng buổi trưa hôm nay hoặc chia sẻ, xin mời anh Nguyễn Văn Dân, Hà Nội.
Mình nhìn thấy anh Nguyễn Văn Dân Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Dân Hà Nội là đội đội nhóm, chắc đội nhóm Kiên Trung à? Anh Dân bật mic ạ. Rồi. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Chi Hùng Huy Cường và chào tất cả hai anh em trong Zoom. Tôi cũng mới ký hợp đồng với được từ hôm mùng 4, hôm nay vừa nhận xong. Tôi thấy là môi trường này thấy được phát triển toàn diện, tôi cũng rất thích. Tôi cũng đang cố gắng học hỏi các bạn đi trước để phấn đấu mục tiêu của mình. Tôi xin cảm ơn lên chân sắc tôi chia sẻ. Anh Dân là trong đội nhóm nào? Của Nguyễn Thị Thảo đấy, dưới của Trung mà. Dưới của Nguyễn Kiên Trung. Ta là trong đội nhóm Kiên Trung, Nguyễn Thị Thảo. Ngày xưa anh làm nghề gì, anh Dân? Trước là mình nằm ở trong quân đội, trong nhà máy công nhân quốc phòng được 37 năm công tác. Thế mình về năm 2015 mình về hưu, xong mình lại đi làm bảo vệ, xong lại đi xong là về không làm bảo vệ nữa, thì thấy là nào có gì còn đem đi ngồi trên nhà thấy nó buồn. Thế là ở trên mạng, thế là có một cái bạn ở trong Đồng Nai, bạn ấy tuyển mình vào cái có gì còn đem. Thì cũng vào đấy được mấy tháng, thế là đương ấy thì mình cũng đang lên để lên mạng để tuyển người, thế là cái Thảo gặp bạn Thảo, thế bạn ấy lại là gần nhà, thế là cuối cùng là bạn ấy tuyển mình. Thế mình thấy cái môi trường bên này là hay, thế mà thấy để xem xét là dùng hết cái sản phẩm bên kia thì mình sang bên này. Thế dùng gần hết rồi, thế là đến mùng 1 tháng 3 thì chú ký với cháu, đến tháng 3 thì mùng 4 tháng 3 thì đúng giữ đúng lời hứa thì ký với cháu nó. Thì nhưng có cái là sản phẩm mình nó về nó hơi chậm, thì ví dụ bây giờ tìm với cả nó hơi thiếu sản phẩm nhiều, cái ví dụ mình xem thì cái gì cần thì lại chả có, thì nó cũng khó. Ví dụ đây, chẳng hạn bị đái tháo đường, ví dụ mình muốn có mua cái gì cho người ta thì mình lại xem ở trong cái hết thì nó khó, ví dụ thế. Thế nên là cố gắng mà xem mà mạng lưới của mình mà nó có đủ sản phẩm, ví dụ có trong cái catalog có cái gì thì mình nên có đấy, đừng để thiếu. Thì ví dụ cái niềm tin là quan trọng lắm. Chứ bây giờ chia sẻ người ta là tôi sẽ cho đấy, cho người ta xem để mua cái này, mua cái này vào trong mạng không thấy, thế người ta mất niềm tin, người ta không dùng nữa đấy, ví dụ thế là khó. Rồi, cảm ơn anh Dân. Cái vấn đề nhỏ lắm, nhỏ rất nhỏ như con thỏ, đúng không? Vấn đề đấy nhỏ lắm, Kiên Trung có giải pháp cho anh. Cái đấy là rất, khi mà anh gặp vấn đề thì anh nhớ là trao đổi với người hướng dẫn của mình, đúng không? Trao đổi với những người hướng dẫn ở trên mình sẽ giải quyết cho anh. Đó. Những vấn đề của anh quá nhỏ, khi mà bắt đầu anh hiểu về sản phẩm rồi thì anh sẽ thấy dù đái đường hay là đái trên cây hay đái đâu ấy, dùng vài cái thứ thôi nó đều giải quyết được hết, chứ không phải chọn đúng cái thứ đái đường. Anh yên tâm. Bởi vì sản phẩm CV nó là sản phẩm siêu thông minh. Vì nó là siêu thông minh cho nên mình sẽ không dùng theo kiểu duy ý chí. Duy ý chí là ví dụ đau đâu chữa đấy, gọi là duy ý chí. Mà mình phải biết sự thông minh của cơ thể, để nó biết là mình biết cái dùng cái gì. Đấy, một pháp thắng muôn pháp, dùng một thứ, dùng một cái cách mà nó giải quyết được gần như các vấn đề cho cơ thể. Đấy. Anh ạ, khi mà anh nắm được cái đấy thì nguyên lý thì nó trở nên đơn giản. Và cái đấy thì đơn giản thôi. Vấn đề của anh là bởi vì anh mới, cho nên là nó gặp đấy, cái gặp vấn đề đấy là đương nhiên, đúng không? Nhưng mà sẽ có giải pháp rất đơn giản, bạn Trung bạn sẽ giúp anh. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bật mic ăn mừng chiến thắng cái buổi trưa ngày hôm nay. Có một số bạn bị out và không vào được do mạng rồi vân vân. Thôi, vạn sự tùy duyên, đúng không? Ok, 1, 2, 3. Yes. Bye cả nhà. Yes.